Hành lang kinh tế năm tỉnh thành Việt Nam Trung Quốc là hành lang kinh tế vô cùng quan trọng để thúc đẩy xuất khẩu, khai thác lợi thế vận chuyển hàng hóa. Hành lang kinh tế năm tỉnh thành phố Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh Việt Nam và Vân Nam Trung Quốc là con đường ngắn nhất nối Trung Quốc với các nước ASEAN qua cảng biển Hải Phòng. Đây là hành lang kinh tế vô cùng quan trọng để thúc đẩy xuất khẩu, khai thác lợi thế vận chuyển hàng hóa. Do vậy, các tỉnh thành trong hành lang kinh tế này đang tích cực đa dạng hơn nữa các hình thức hợp tác trong năm 2024. Hợp tác hành lang kinh tế giữa năm tỉnh, thành phố Việt Trung được sáng lập từ năm 2004. Trải qua 19 năm phát triển hợp tác, hành lang kinh tế đã chứng minh được hiệu quả. Năm tỉnh, thành phố trong tuyến hành lang kinh tế này mong muốn sẽ kết nối thêm các tuyến đường sắt, hàng không để đa dạng hóa hình thức vận tải, logistics, giảm giá thành và phát triển hệ thống cung ứng hiện đại bền vững.